Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở video trước, phần 1, KTV đã chia sẻ cùng quý vị cách để tạo robot role support trong Telegram. Thì tiếp theo, video này phần 2, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị một số lệnh sẽ sử dụng trong robot role. Thì trước hết, quý vị hãy đăng nhập vào cái tài khoản Telegram của quý vị này. Quý vị tạo một cái group, thêm thành viên và add robot role này vào. Thì phần này KTV sẽ không đi sâu. Nếu quý vị chưa biết thao tác cái này thì quý vị hãy xem cái video phần 1 tạo robot support trong Telegram mà KTV đã chia sẻ. Ở đây KTV sẽ đưa ra một số lệnh căn bản nhất mà quý vị sẽ phải dùng đến. Rồi, lệnh đầu tiên mà KTV muốn chia sẻ là cái lệnh quý vị có thể kiểm tra ngay trong cái robot role này này, là lệnh lời chào. Quý vị có thể bật tắt lời chào này, là welcome on. Đó, welcome on này. Welcome on là để bật lời chào. Và quý vị cũng có thể là welcome yes. Đó. Rồi, bây giờ muốn tắt lời chào thì quý vị chọn gạch sược welcome off. Đó, để tắt lời chào. Hoặc quý vị cũng có thể thay off bằng chữ no, gạch sược welcome no là để tắt lời chào. Rồi, là cái lệnh thứ nhất. Hoặc quý vị có thể welcome first name hoặc last name đấy ạ. First welcome first này thì nó sẽ hiển thị cái tên của người người ta join vào cái group của quý vị đó. Hoặc là welcome last đó. Hoặc quý vị cũng có thể là welcome chat lên, hoặc là ID hoặc chat name. Nó sẽ hiển thị chat name, nó sẽ hiển thị toàn bộ tên khi họ join vào group của quý vị. Đó. Đây. Chat name. Đó. Và quý vị cũng có thể chọn là full name. Rồi. Tiếp theo. Bật tắt lời chào rồi này. Còn cái lệnh goodbye là lệnh tạm biệt. Đó. Đây là hai cái lệnh căn bản nhất khi quý vị làm một cái group để nó trở nên chuyên nghiệp. Đây, lệnh tạm biệt này. Lệnh tạm biệt sẽ là goodbye on. Đó, để bật lên này. Còn cái nội dung mà quý vị muốn tạm biệt như thế nào thì KTV đã chia sẻ ở cái video phần 1 rồi. Đấy, well, goodbye hoặc là goodbye yes cũng được này. Đó. Còn nếu quý vị muốn tắt cái câu tạm biệt này này thì quý vị chọn goodbye off hoặc là goodbye no. Đó. Rồi, đã xong cái câu lệnh goodbye. Ngoài ra quý vị cũng có thể sử dụng cái lệnh goodbye này thay tên của họ phía sau, full name, last name hoặc là chat name
như cái phần welcome phía trên. Bây giờ sẽ đến cái lệnh bật tính năng mà dọn dẹp tin nhắn. Đó, bật tính năng dọn dẹp tin nhắn. Thì quý vị sẽ dùng cái lệnh này, cách xược này. Clean này, clean service, service on. Đó, quý vị để ý này, khi quý vị dùng cái lệnh này thì những lời chào trước sẽ bị xóa. Đó. Đây là clean service, đây là để xóa các tin nhắn dịch vụ. Quý vị có thể thay on bằng yes và ngược lại. Nếu quý vị muốn draw để nguyên các tin nhắn dịch vụ, quý vị lại thay on bằng off. Đó. Hoặc thay bằng no. Quý vị lưu ý nhá, cái clean service on này này là để dọn dẹp các tin nhắn dịch vụ. Ví dụ khi có ai join in vào group hoặc thoát ra group thì nó sẽ có một cái thông báo bằng tiếng Anh đấy. Thì quý vị bật cái này lên, nó sẽ tắt cái tính năng thông báo đó đi. Rồi, tiếp theo là cái lệnh nữa là clean welcome này. Welcome welcome, đây là cái xóa cái lời chào đây, cái đây phải đánh cho chính xác này. Quý vị lưu ý, quý vị cũng phải đánh cho chính xác từng ký tự và dấu cách. Clean welcome on là để xóa các lời chào cũ. Trong trường hợp khi có quá nhiều join vào group của quý vị, nó sẽ hiện tất cả các lời chào. Nhưng quý vị muốn xóa các lời chào cũ đi và để cái lời chào mới nhất thì quý vị dùng cái lệnh này. Clean welcome on, quý vị có thể thay on bằng yes. Còn quý vị muốn tắt cái tính năng xóa là chào cũ thì quý vị cũng có thể đặt là clean welcome off hoặc là clean welcome low. Rồi, tiếp theo là cái lệnh lock này. Lệnh lock này quý vị sẽ sử dụng để chống spam, chống bot hoặc chống game nó sẽ spam vào group của quý vị. Thì quý vị sẽ đặt cái lệnh này này, gạch xược này, lock. Và quý vị muốn lock các tính năng gì thì quý vị hãy đặt vào đây. Ví dụ KTV muốn lock lock bot này để không cho người khác thêm bot vào group của quý vị. Đó, thì quý vị sẽ sử dụng cái lệnh gạch xược lock bot. Và cách ra quý vị có thể để nhiều các tính năng vào lock bot hoặc lock button này. Button là lock các nút bấm họ gửi vào trong group. Rồi, lock tiếp là lock forward này. Forward tức là các tin nhắn chuyển tiếp. Forward.
Word này, rồi game này, đó, nóc game này, rồi nóc video này, đó, hoặc là nóc ảnh, hoặc nóc email, nóc số điện thoại, đó, nóc URL, đường link, hoặc là nóc photo, nóc ảnh. Và một cái nữa là nóc RTN. RTN. Quý vị lưu ý này, RTN đây là các ký tự cũng như là các cái ngôn ngữ của tiếng Ả Rập hoặc là Do Thái đấy. Rồi video này. Video này. Hoặc là có thể là phone này, nóc số điện thoại này, không cho ai gửi số điện thoại vào group này. Hoặc là nóc email này, đó. Hoặc là nóc tin nhắn thoại này. Voi. Đó. Thì đây là một số lệnh này. Đây là một số lệnh quý vị nên biết để sử dụng để bảo vệ cái group của quý vị tránh bị spam. Đó, đây là một số lệnh căn bản nhất này. Hoặc là nóc cái pool là không cho ai tạo pool này. Rồi, tiếp theo là cái lệnh cảnh báo này. Lệnh cảnh báo thì quý vị hãy chọn là gạch sược này, warm gạch sược from warming này, đây quý vị sẽ là set đi. Set warm limit 10 đó. Đây. Quý vị lưu ý này, quý vị đánh chính xác từng các từ và các ký tự. Set warm limit. Đây là cảnh báo, cái lệnh cảnh báo này. Nếu ai mà vi phạm 10 lần thì bot sẽ tự động khóa ID của người đó lại. Đó. Rồi, vậy là KTV đã chia sẻ cùng quý vị một số lệnh thường dùng trong robot row.
KTV xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.